Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cho người và phương tiện thu hoạch lúa vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu để thu hoạch lúa vụ hè thu. Theo ngành nông nghiệp, hiện nay các địa phương trong tỉnh đang thu hoạch lúa vụ hè thu 2021, nhưng qua rà soát, thống kê phương tiện thu hoạch lúa như máy cắt, gạt đập liên hợp trong tỉnh chỉ mới đáp ứng được từ 50 đến 60%, cần hỗ trợ ngoài tỉnh khoảng 40 đến 50% số phương tiện thu hoạch lúa mới đảm bảo tiến độ thu hoạch. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu tạo điều kiện cho phép người và phương tiện thu hoạch lúa được di chuyển vào tỉnh Bạc Liêu để phục vụ thu hoạch lúa. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu, vụ lúa hè thu 2021, tỉnh có 59.000 ha với sản lượng ước đạt trên 331.000 tấn. Hiện nay, máy gạt đập trong tỉnh hiện có 253 máy. Với diện tích thu hoạch lúa rất lớn, thì việc đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa trên địa bàn trong thời gian thu hoạch rộ là rất khó. Qua khảo sát cho thấy, sản lượng lúa để lại tiêu thụ trong dân và được các đơn vị liên kết bao tiêu sản lượng thu mua chỉ chiếm khoảng 40%, còn lại 60% sản lượng do các thương lái trong và ngoài tỉnh thu mua.